Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú chị nha. Cô chú chị ơi, Thiên Định đang đứng trước mặt nó chính là hồ 24,5 ha. Bên phía bên kia chính là khu quảng trường trung tâm tại dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Này, cô chú chị thấy không ạ? Bãi cát trắng dài cùng với những rặng dừa vô cùng tuyệt vời luôn. Buổi chiều sóng nước này, cô chú chị nhìn thấy không? Cảm giác rất là tuyệt vời. Gió mát lồng lộng luôn. Và đây chính là những cái gọi là cái đường dạo bộ ven hồ cũng như là vườn hoa sẽ được trồng gỗ này. Và hôm nay đây, mục đích chân định quay cái video này là mục đích muốn gửi tới toàn thể cô chú chị chúng ta một căn đơn lập mặt hồ, một căn đơn lập mặt hồ đông nam cực đẹp luôn cô chú chị ạ. Và đang có giá cực kỳ hợp lý luôn. Biển hồ rộng mênh mông, gió thật là mát, một căn đơn lập đông nam tại đảo Ngọc Trai Bé. Đảo Ngọc Trai Bé này được xem là một trong những cái tiểu khu VIP nhất tại dự án Vinhome Ocean Park, vì nó có cái giá trị về tương lai sau này. Thì cái khu này nó cực kỳ yên tĩnh, cực kỳ hợp lý để cho cô chú anh chị chúng ta ở trong đảo sử dụng tất cả tiện ích. Và lại còn nó là VIP tại vì nó được một cái hồ 24,5 ha bao quanh đảo luôn. Đấy, cô chú anh chị thấy không ạ? Hồ rộng mênh mông à. Và đây là những cái đường dạo bộ ven hồ và vườn hoa. Và hôm nay Thiên Định đang muốn giới thiệu cho cô chú chị chúng ta một căn đơn lập đông nam. Cô chú chị thấy không ạ? Đó chính là trước mặt cô chú chị đây. Một căn đơn lập đông nam 290 m. Và hiện tại các căn khác đang có giá là 55 và 60 tỷ một căn, nhưng căn này đang có giá cực kỳ hợp lý luôn. Giá mà Thiên Định đọc ra, cô chú anh chị chúng ta sẽ giật mình thật luôn. Tại vì giá những cái căn mà Thiên Định đưa ra toàn những căn rẻ thôi. Vị trí đẹp, độc nhưng mà lại rẻ. Hồ của chú anh chị nhìn không? Cái hồ của nó mênh mông 24,5 ha, mênh mông như này. Những cái căn mặt hồ. Căn này là một trong 20 căn đơn lập đông nam nha cô chú chị nhá. 20 căn đơn lập đông nam. Tốt trong một trong 20 căn đơn lập đông nam. Mặt tiền 18 m. Xây 3 tầng một tum. Diện tích 290 m. Diện tích mặt sàn của nó loanh quanh đâu đó tầm khoảng 140 m một sàn. Cạnh là lối dạo bộ ven hồ, khu thể dục thể thao cũng như là vườn hoa. Đây, cái căn mà Thiên Định đang muốn giới thiệu cho cô chú chị chúng ta trước mặt trung tâm của màn hình đây ạ. Rất là đẹp luôn, Thiên Định sẽ quay xung quanh để cho cô chú chị chúng ta thấy được cái cảnh quan bên ngoài trước, sau đấy Thiên Định sẽ đi vào trong giới thiệu và quay cho cô chú anh chị chúng ta bên trong để cô chú anh chị chúng ta biết được cái diện tích xây dựng cũng như là cái thiết kế cơ bản của nó như thế nào. Đây này cô chú anh chị nhìn ạ, những cái căn đơn lập mà mặt hồ như những căn này đấy, cô chú anh chị nhìn nó, chủ nhà đang ra bán với giá là 55 tỷ một căn. 55 tỷ một căn, nó chỉ cách nhau có tầm 10 mét thôi. Nhưng mà cái người cần bán và cái người không cần bán nó đã khác nhau hoàn toàn rồi. Cái người mua được giá rẻ cũng như người mua giá đắt nó đã khác nhau hoàn toàn rồi. Đang chênh nhau một căn, hai căn đang chênh nhau loanh quanh đâu đó tầm khoảng gần 20 tỷ. Là cô chú anh viết, cô chú anh chị biết là cái giá của cái căn Thiên Định đang giới thiệu nó rẻ như nào luôn. Đây, cái đường giao bộ ven hồ đây cô chú chị nhá. Cực đẹp luôn. Cây đã trồng rồi. Đây là những cái đèn, cây đèn buổi tối sẽ chiếu sáng rất là đẹp luôn. Đường rất là rộng, thông thoáng. Bên đối diện là hồ mênh mông, bãi cát trắng, rặng dừa xanh. Và đây căn biệt thự hôm nay Thiên Định muốn giới thiệu cho quý anh chị đây. Vườn hoa rất là đẹp luôn. Bây giờ Thiên Định sẽ mời cô chú chị chúng ta vào bên trong tham quan. Đây Thiên Định sẽ đứng xa xa để lấy cái tổng thể luôn cho cô chú chị chúng ta
thấy được là cái căn biệt thự đơn lập Đông Nam nó đồ sộ như nào. Đây, trước mặt cô chú anh chị chúng ta là một căn đơn lập Đông Nam 290m nhé cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị nhìn chúng ta có thấy giống như là một cặp song lập không ạ? Nhưng mà nó là chính là một căn đơn lập cho cô chú anh chị. Một căn đơn lập mặt tiền 18m luôn. Và bên cạnh chính là vườn hoa dạo bộ và hồ 24,5m, cực kỳ rộng luôn. Căn này sau này Thiên Định dám chắc rằng là cô chú mà có tiền với cái giá mà giá sau này phải mua, nó sẽ để mà sở hữu được một căn như này sẽ phải bỏ ra một cái số tiền rất là lớn. Vâng. Bây giờ Thiên Định sẽ vào bên trong để quay cho cô chú chị xem. Đây, phía trước chính là hồ 24,5m. Thì định sẽ đi xung quanh trước. Rất là đồ sộ luôn cô chú chị ạ. Một căn biệt thự đơn lập cực kỳ đồ sộ luôn. Cạnh hồ. View trực tiếp ra hồ luôn. Vâng, và bây giờ xin định sẽ đi một vòng để giới thiệu cho cô chú chị. Phía trước rất là thoáng luôn nha cô chú chị nha. Mặt tiền lên đến 18m cơ mà. Một căn biệt thự song lập bình thường nó đã là rơi tầm chỉ là tầm 8m thôi, mà bây giờ một căn nó đã 9m rồi. Đây, đây là phía sau đây cô chú chị. Khoảng cách giữa các căn rất là thoáng luôn. Đây cô chú chị nhìn này, hồng phía bên cạnh này. Hồ cái này mà đứng trên tầng 2 mà nhìn thì thôi rồi luôn. Đấy, đường bên cạnh là đường dạo bộ ven hồ. View hồ 24,5m. Cực kỳ thoáng, cực kỳ rộng luôn. Một căn rất là đồ sộ luôn. Vâng, và bây giờ Thiên Định sẽ mời cô chú anh chị chúng ta vào bên trong xem cái diện tích xây dựng của căn này nhé. Đây, cô chú anh chị nhìn theo. Diện tích xây dựng rất là lớn luôn. Thông tầng, đây là lối thông tầng. Diện tích xây dựng rộng mênh mông cơ mà. Vâng, đấy, bây giờ Thiên Định sẽ bên ra bên ngoài để quay lại cái hông nó nhìn ra hồ như nào nhỉ. Ủi mát, gió lồng lộng luôn của chú chị ạ. Gió lồng lộng luôn. Đấy. Hồ rộng mênh mông luôn nha cô chú chị nhá. Đơn lập Đông Nam, hồ rộng mênh mông luôn. Đây, trước nhà đây cô chú chị ạ. Cô chú chị thấy không? Nếu như ngôi nhà của mình ở đây, bước ra tầm 5-10m là ra đến một cái sông nó mênh mông như này, thì cô chú chị có thích không? Quá là tuyệt vời luôn. Xem là ngất luôn chứ không phải thích là ngất luôn. Đấy. Đây, cạnh nhà nhá.
Cô chú anh chị nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Đỉnh qua số điện thoại 0907 459 550 nhá. Vâng, Thiên Đỉnh xin chào toàn thể cô chú anh chị nhá. Vâng, xin chào toàn thể cô chú anh chị ạ.